chị ơi. Đây bánh tráng kem bơ luôn. Về bên đây kìa. Người ta có tặng một xe không? Đó. Vậy thôi. Bạn không gì chạy tới luôn. Mới chạy tới. Nó phải đây đi qua anh kia dễ bị chạy tới. Chạy tới kiếm người không? Cậu gì chơi vậy? Sáng mai mình như thế nào à? Bây giờ xuất phát là đi ăn sáng nha. Ăn sáng xong. Đúng rồi, đúng rồi, là mình trả phòng luôn mà. Alo. Alo. Cưới đâu? À, tao đang là Đà Lạt. À, đang trên Đà Lạt. Đà Lạt á. Bẻ cầu á. Cái biết không, bẻ cầu không? Là gì nó.
giờ là sẽ ai mà biết mình, ai mà làm kiếm. Ôi tụ xe ha. Bắt đầu á, ra sữa rồi á. Đầy đủ luôn. Dê anh móc đậu ở đây, móc đậu ở đây đi. Anh dê lại vô đó đi, rồi đậu đây, sổ sẵn móc, móc rồi đã hết luôn đi. Đậu thế dê đi, ừ. Rồi xuống giùm đi các bác ơi. Đậu trên này sao vô lại. Mình chụp khô nhỉ. Vô lọt phải không, vô lọt phải không. Mình chụp khô nhỉ, con cái nhạc hơi bị chung. Bỏ đi, hay lắm á. Bây giờ mình nhảy quá trời luôn á. Nè mình chụp mấy con. Trời ơi, nè. Hay gì đâu, mình đang chưa nói luôn. Của mình số mấy thầy? À mấy? À, con 202. Vậy là bên đó 203. Mới chỗ sáng sáng trắng trắng là mấy cái nhà kính. Nhà kính là trồng hoa vậy đó. Người ta ấy đèn để cho cái cây nó phát triển ngày đêm luôn. Nó hoàn hợp đó. Phía sau này là một cái thung lũng. Khu bên đây là khu dân cư. Còn bên đây là cái khu nông nghiệp.